Nữ diễn viên hành động gốc Việt Gemma Nguyễn vừa trở về Việt Nam để làm giám khảo chương trình Đấu trường võ nhạc cùng biên đạo John Huy Trần và người mẫu Minh Tú. Gemma Nguyễn bắt đầu sự nghiệp võ thuật từ khi lên 5 tuổi và đã đạt hơn 100 danh hiệu cấp quốc gia và 7 danh hiệu thế giới tại cuộc thi Hiệp hội Karate Thể thao Bắc Mỹ NASKA. Không những miệt mài trên sàn đấu, Gemma Nguyễn còn là một trong những võ sư khởi xướng phong trào võ thuật biểu diễn. Năm 17 tuổi đánh dấu bước ngoặt của Gemma Nguyễn khi cô bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn viên hành động và đóng thế tại Hollywood. Lúc đó mình 17 tuổi, mình quyết định là mình sẽ qua bên Cali. Thì mình có được yêu cầu người ta muốn mình đi làm việc á, về action acting á, và như là cascader đi á. Thật ra là mình mới qua Cali á, thì mình làm cascader nhiều. Mà mình thật ra cái đam mê của mình đó là action acting, là diễn về action á. Thì giống như là ngày xưa mình mê cái chuyện chiêu này nọ, là mình muốn làm như vậy đó. Cho nên mình hơi may mắn là được có người manager gọi cho cái show này kêu bằng How to Train Your Dragon là của DreamWorks đó. Và mình từ đó mà mình audition là mình tưởng là mình sẽ làm cái vai phụ thôi. Mà mình audition nó kêu mình tới là, nó qua lại là 3-4 lần gì đó. Rồi cuối cùng cái audition cuối cùng đó nó là thật ra là mình đang xem em cho cái role của Astrid là cái vai chính á. Mình trời, mình chảy nước mắt luôn, mình rất là mừng. Thật ra bên Mỹ á, thì nó là tiếc cái điều đó là người Á Đông á, nó không có nhiều cơ hội. Tại vì mình cũng là hơi lùng lùng cho nên thường á, mình làm cascader là mình double cho con nít hoặc là mình phải làm tạo ra cái cơ hội riêng cho mình để mình tự làm action, giống như là mình là star vậy á. Khi mình mới được cái lời mời mình cũng rất là mừng, tại vì mình cũng muốn học hỏi thêm về võ cổ truyền. Tại nói thiệt thì ở bên Mỹ á, mình không có cơ hội để tiếp xúc nhiều với lại những võ Việt Nam. Mà mình cũng có nghe qua là ngày xưa mẹ hay kể là mình đã nhỏ con học có quẹt quẹt rồi về Việt Nam ở đây xanh đá luôn á, đá tả tơi luôn á. Rồi cho nên mẹ cũng cho từ nhỏ lớn mình hỏi từ Việt Nam, võ Việt Nam kinh khủng như vậy hay sao mà mình không có bao giờ thấy qua. Cho nên mình cũng rất là tò mò, mình muốn về đây coi cái khả năng của người Việt Nam, võ sư ở Việt Nam nó ra sao. Cho nên mình cũng muốn dùng cơ hội này mình để mình về. Mà cộng thêm là mình chưa có bao giờ tham gia một cái chương trình mà có vừa vũ đạo nè, vừa võ thuật và âm nhạc nữa. Cho nên mình cũng rất là hào hứng về cái điều này. Có coi qua nhưng mà chưa gặp. Thật ra là mình chưa có biết nhiều lắm về mấy cái action show hoặc là cái phim hoạt động ở đây. Nhưng mà có cơ hội thì mình rất là muốn gặp với lại học hỏi thêm.